yêu thương cả. Thì em ở đây em cũng không có quá là nhiều thứ để flex ngày hôm nay, nhưng em có một trái tim vô cùng kiên cường, sẵn sàng để học hỏi và chiến đấu với mình vì cái đam mê và nói của mình. Và ngày hôm nay như chị Anna có chia sẻ đó là không ai đứng mãi một chỗ cả. Và em đến đây, đến buổi casting này, em thừa nhận là em không có quá nhiều kiến thức am hiểu về bóng đá, về thể thao, nhưng mà em không có muốn một cái sự tiếc nuối nào cả và trong cái con đường theo đuổi đam mê này, cho nên em đã quyết liệt đến để mà có thể chinh phục được ban giám khảo cũng như là theo đuổi được cái giấc mơ của mình. Dạ. Khoa vừa buồn kìa. Dạ vâng. Vậy thì để em. bạn đã chia sẻ được cái sự quyết tâm của mình, lấy trái tim rất là nóng bỏng. Em biết không, ở lúc thể thao là MC, là người biên tập viên, bình luận viên cần phải có một cái đầu lạnh nữa. Nếu như chỉ cần một giây phút nào đó chúng ta lạc mất tư duy và sự bản định của mình thì rất là dễ lạc lối và bị ném đá là điều gì. Em nói để trong một vai em là fan của MU là đội bóng cái gì vậy? Dạ, Manchester United. Dạ, từ lâu lắm ạ. Thực ra thì em, tại vì tiếp mục là phải để một đội bóng yêu thích, cho nên là em đã để MU là cái tên đầu tiên em suy nghĩ tới. Tại vì cả dòng họ nhà em đều là fan của MU. Cả họ nhà em. Cho nên là em cũng bị ảnh hưởng. Dạ, tại vì nhà em coi những cái trận bóng về MU, cho nên là em sẽ coi chung. Như chị có chia sẻ là mình sẽ tìm người bạn hay người bạn trai nào đó để coi chung, thì em cũng làm trường hợp này, là cả gia đình em coi thì em coi chung, và từ đó nó đổ máu của em từ đó, và em tự nhiên trở thành cái không phải là fan nhưng mà cũng là cái người theo dõi MU từ rất lâu. Ngày xưa gia đình chị là hay có cái kiểu là cả gia đình sẽ theo Barca, tự nhiên đòi ra một người nào đấy để thích Real. Thế là lúc xem bóng đá là lúc nào nó cũng sẽ có một cái không khí căng thẳng, là đấu khẩu giữa hai bên. Rồi nay thử sang đội bóng khác đi để xem gia đình em kiểu sẽ tiếp nhận thông tin thế như nào. Làm mẹ được con. Thì tôi tên là Nguyễn Thanh Thúy, em đang ở thành phố Hồ Chí Minh, và cái cơ duyên của em đến với bóng đá là từ hồi U19 Việt Nam cách đây khoảng 10 năm. Là từ hồi đó là Công Phượng, Văn Toàn và Lưu Xuân Trường rất là nổi tiếng, nhưng mà đó chỉ là một cái điểm sáng thôi. Còn để mà nói là nổi bật nhất thì vẫn là U23 ở Thường Châu. Và vì cái lý do là em theo dõi đội tuyển Việt Nam như vậy, thì em muốn là có một cái sự so sánh giữa cái cách chơi của đội tuyển Việt Nam so với đội bóng khác trên thế giới. Và lúc này thì em bắt đầu coi Ngoại hạng Anh. Mà trước khi coi Ngoại hạng Anh thì em lại tiếp cận với lại World Cup năm 2022 với đội tuyển Hàn Quốc. Lúc này thì em rất là bất ngờ khi mà Hàn Quốc lại thắng Bồ Đào Nha với tỷ số là 2-1. Cho nên là em bắt đầu theo dõi đội tuyển Hàn Quốc từ đây, và đặc biệt là anh Son Heung-min. Và sau khi mà biết tới anh Son Heung-min rồi thì em lại bắt đầu là chuyển sang coi Tottenham. Và sau này thì em định hướng là sẽ làm biên tập viên trong sân thể thao luôn. Cho nên là em đã dành thời gian tìm hiểu về luật bóng đá, tìm hiểu về các thể thức thi đấu của năm giải cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, và đặc biệt là UEFA Champions League. Mới đây nó cũng đã đổi cái thể thức rồi. Và em cũng tiếp cận cái nghề này bằng cách là em có lập một cái kênh TikTok. Mặc dù là nó có hơn 100 follow thôi, nhưng mà em cũng đã up lên 3 cái video để mà bình luận nhận định sau trận đấu, cái trận của Hàn Quốc, các trận của Hàn Quốc trong Asian Cup vừa rồi. Trong tương lai thì chắc chắn là em sẽ cố gắng theo nghề này cho bằng được. Nếu mà hôm nay có thất bại đi chăng nữa thì em vẫn quyết tâm là theo nghề này. Bởi vì em sinh ra là trong một gia đình có truyền thống thể thao, cho nên là em quyết tâm là sẽ theo. Và ngày hôm nay em đến đây với một cái mong muốn, một cái nguyện vọng là em sẽ thay đổi cái nhận thức của mọi người về con gái xem bóng đá. Bởi vì người ta cứ nói là con gái xem bóng đá là chỉ xem về thắng thua thôi, chứ không có biết gì về chuyên môn hết. Nhưng mà em, khi mà cho em một cơ hội để em có thể nhận định về cái lối chơi của Tottenham mùa 2023-2024 này, thì em hoàn toàn có thể nói được. Và đó là phần giới thiệu của em. Xin cảm ơn ạ. Chào anh, trước tiên thì chị thấy là cái cầu thủ thì em cũng không có biết rõ lắm. Về người này thì em cũng không có biết tên ạ. Dạ, dạ không biết ạ. Dạ, tiếp tục. Trung hậu phải không ạ? Chỉ có đoàn hậu đá trung vệ thôi chứ. Dạ, tiếp tục ạ. Ok, dạ, như vậy thì chuyển
và một thử thách khác ha. Anh cho em một đoạn video clip, không, cho anh một đoạn video clip để bình luận. Anh bình luận trực tiếp. À vâng, ngay sau đây. Trở lại. Rồi. Bây giờ em sẽ bình luận cái cảnh đó không ạ? Đây là một cơ hội rất là rõ ràng dành cho bên Hà Lan của ngày. Rất đáng tiếc là Liên Lạc đã dứt điểm vào vị trí của thủ môn. Đó, kiểu như vậy. Ok, bây giờ lại nhé. Lại cho em cảm nhận được những tình huống rồi. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Vượt mà bóng đến ngay chân của... Em không có biết gọi cái người đó tiền như thế nào. Gọi là tiền đạo thôi. Tiền đạo áo xanh đang truyền bóng rất là nhanh nhạy. Cú sút vào với một cú đấm quá tuyệt vời. Tuy nhiên là chúng ta cần phải có một độ chính xác hơn nữa để có thể vào lưới đúng không ạ? Cảm ơn em. Rồi, thử thách của em.